giao lưu cùng anh em một kho chuối Hoàng Anh Mộc này, một cái bờ rễ ôm nhì đá rất đẹp nha anh em. Đó. Hoành ngang cái chớn vị trí dùng đá này là 200 nè, còn hành ở dưới gốc nha anh em là chiều cao 1m6, đồ đầu quanh xa gốc anh em xem luôn nha nè. Nhì một cái tảng đá đây nè, anh em thấy nó nhì cái độ này, nhì khó trên khó dưới không nào rất được nha anh em. Chuyện đá này anh em chữ được nè. Rồi, quanh góc 120, cao 1m6, quanh sát góc 120, cao 1m6, còn quanh tổng ngang cái chỗ bờ đá đây là 200 nha anh em. Rồi, được rồi, ní. Đó rộng từ đầu này qua bên đầu rễ ra 1m nha. Tay cành múa lượng rất đẹp, nhì hai bên hai con đá nha anh em. Bên đây hòn nè, khó dưới khó trên không thể nào mà bung được nha anh em. Đây nè, dàn bờ rễ thuần của nó ra rất mạnh nha anh em. Cái pho này trọng lượng của nó nặng khoảng tầm 7 tạ nha anh em nha, 700 kg. Rất đẹp nha anh em. Rồi, anh em nào hợp thì giao luôn. Chào anh em.